đàn chàng tình kết yêu ma vô chương này. Sở hữu bảo vân hợp hành quyến động, nhân sinh kỳ an mát mát né trời đất âm dương ma số bất tuần hoàn kiếp có xét xem thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào đã tự có coi xem là thường. Có nhờ khắp sự tiên dù ai tới chốn đàn chẳng là trong Phật thánh tòa vàng uy nga. Kìa nói nói sao ra dâu thơ lê đồng mày vượt có uy nga chẳng văn tiêu cũng là sai hòa cũng kích ngắn là không thêm. Nếu người này có xem thì vãng này ra điều khinh màn tôn nhân một trời tôi ấy phải mang năm năm chẳng kịp đó vàng không say. Ta vàng thơ gấp tôi ngày chứng minh công đức nhưng này đều trong vật trời đất kỳ ở yên quả dân tháng hai ngày 19 giờ lành đáp tốt đương đạt và dự thật xa quan tích tư vấn nam mà. Duyên sinh kỳ ác pháp đàn đạo Phật thánh tựa mấy chia vô mờ pháp màu chú đồ dân ta trông nên vật ngư trên tòa đồ nhân vô đường gần xa nương nhờ. Vâng ai rằng đẹp trái đất có vàng ai biết các ai ngồi giữa tòa xét 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 tôn nói cuộc biết ba đường. Bốn phương trời khó cho thiên thương hộ đàn này sau trước chư lê kim cương tăng thương hộ chỉ thành văn bồ tát thực thời nghiêm trang. Trên kiểu như các mẹ chiến ra các ngôi tòa hoa tòa bình chân và trời giác có cùng đắp bao nhiêu ma quỷ điểm tâm biết đâu bên ngoài. Nay thầy và từ cùng các cán bộ nhân dân tâm trai phúc này đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hữu vàng chứng tình chứng minh tha thiết những đời tấu trình con kính dân. Vật trời à, năm ma khi ơi đến quả thân năm hai ngày 19 giờ lành tháng tốt lương đang phá sự thần xa môn tích tứ vấn nam mà thành nga pháp chữ cơ điện này điểm nhắc đắc đạo tràng ta yêu thương văn vân này tâm mà điện điện chung cổ đường nguyên điện dẫn dắt bạc nào văn chất na địa Cô ta thông cung thành ngũ vị sư giả thành Phật tăng thôi lòng tan tan.
tập phương giao hữu quyết định chân ngôn cẩn phương chỉ Thank you.
tùy tâm mà đừng nghe ngu mãi. Chiếc đàn